Bây giờ sẽ làm cái góc nhìn thú vị hơn, góc nhìn mới mẻ hơn, góc nhìn của những người phụ huynh. Góc nhìn của phụ huynh chắc là nghiêm khắc lắm phải không em? Ê chà, phải gặp mấy ví dụ chứ à. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ gặp một vị phụ huynh nhưng mà cũng là một người làm nghệ thuật, một người nhạc sĩ với rất là nhiều những bản hit khác nhau. Và đặc biệt sau này là người ấy còn viết những ca khúc dành cho lứa tuổi thiếu niên, thiếu nhi, nhi đồng cũng có luôn. Và xin được chào đón nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung. Dạ em chào anh Đại Nghĩa. Chào em. Chào các bạn học sinh của trường UKA và chương trình Thiếu Niên Nói nha. Chào các bạn. Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung là phụ huynh rồi, cho nên là chắc em cũng rất là hiểu tâm lý của các bạn nhỏ ha. Vậy thì với cái tư cách là một phụ huynh thì em có điều gì muốn nhắn gửi lại với các bạn nhỏ hay không? Với tư cách là một phụ huynh thì em rất là mong không chỉ là các bạn nhỏ ở đây mà mong cả chính con em nữa cũng có đủ dũng khí để đứng lên cái bục dũng khí này để nói những cái điều mà các con suy nghĩ. Là một người cha thì cái điều mà em luôn trăn trở đó là con mình đang nghĩ gì, con mình đang muốn gì, con mình đang cần gì. Mình đã trải qua một cái thời niên thiếu, mình không được nói những cái điều mà mình muốn, tại vì có nói ba mẹ cũng không nghe. Mình muốn học ngành kia, ba mẹ cũng không cho. Mong là cái thế hệ sau, từ bây giờ trở đi, các bạn nhỏ, các bạn trẻ dám đủ dũng khí để nói lên được những cái điều mà mình mong muốn. Ba ơi, con muốn học ngành này, con muốn trở thành một người như thế này, con muốn làm nghề này, con muốn là một người tốt cho xã hội và đúng cái công việc con mơ ước. Thì cái điều đó là một cái điều cực kỳ hạnh phúc. Em nghĩ là nên mình chọn được một cái nghề mà mình yêu thích thật sự hạnh phúc. Dạ. Anh thì anh nghĩ rằng không phải chỉ đứng trên cái bục dũng khí này mới dám nói đâu, mà mình hãy mang cái bục dũng khí này về nhà của mình luôn. Một cái bục dũng khí vô hình thôi, nó không có hiện hữu cụ thể như cái bục mà chúng ta đang đứng ở đây, nhưng mà ở đó chúng ta đủ dũng khí mà chúng ta chia sẻ với ba mẹ của mình những cái suy tư, những cái trăn trở đúng cái lứa tuổi của mình để ba mẹ có thể thấu hiểu. Thêm một điều nữa đó là những lời mình nói nó không quan trọng bằng cái cách mình nói. Con phải chứng tỏ với ba mẹ được là cái suy nghĩ đó của con là đúng, cái kế hoạch của con đưa ra là đúng. Và con phải thuyết phục ba mẹ bằng những từ lễ phép nhất, tôn trọng nhất, nhẹ nhàng nhất, chứ không phải là mình gầm lên mình nói mình như vậy mình thể hiện cái cá tính của mình là nó không đúng, đúng không? Không phải đâu Chung, tức là nhiều khi các bạn bị ức chế, tức là những cái điều đó các bạn đã ấp ủ trong lòng suốt bao nhiêu lâu nay rồi mà không có cơ hội để nói ra, để đến một khi cái điều đó nó lớn quá và nó bùng nổ giống như một trái bong bóng, khi mình bị chích nó bung một cái thì đôi khi chúng ta sẽ không kiểm soát được cái cảm xúc đó của mình để dẫn đến những cái hành vi hoặc là những cái lời nói nó thiếu tôn trọng và thiếu lễ phép với ba mẹ. Vì thế cho nên đừng để trái bóng đó nó quá căng các bạn ạ. Chúng ta cứ xì hơi dần dần cho trái bóng đó nó mềm đi nha. Tức là có chuyện gì dù là nhỏ nhất mình cứ chia sẻ với ba mẹ đi, mình đừng ngần ngại, ba mẹ sẽ luôn là người lắng nghe và thấu hiểu chúng ta. Cũng mong là một dũng khí không chỉ dừng lại ở đây giống như anh Đại Nghĩa nói, mà các bạn sẽ mang nó về nhà và cũng sẽ là một dũng khí của tất cả các thành viên trong gia đình để chúng ta chia sẻ, gắn kết với nhau để những thế hệ của chúng ta sẽ có tiếng nói với nhau nhiều hơn nữa. Cảm ơn Chung, cảm ơn em rất là nhiều đã chia sẻ những cái điều mà đứng ở phía một góc nhìn của phụ huynh để cho các bạn có thể hiểu rõ hơn về ba, về mẹ của mình. Nhưng mà một lát nữa chúng ta còn gặp lại nhau nữa. Một tràng pháo tay dành cho nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung. Chào các bạn.